Qatar 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, chắc chắn là như vậy. Quyết định đã được đưa ra. Nhà báo Paulo Vinolo, Argentina, đã dẫn trên chương trình ESPN như vậy về lời nói của Lionel Messi. Em Pulga sẽ có cho mình lần góp mặt vào ngày hội của bóng đá thế giới và có lẽ sẽ là lần cuối thật sự, không như màn giải nghệ hụt cách đây vài năm về trước nữa. Bất kể thành tích là thế nào thì tiền đạo thủ quân Argentina Lionel Messi sẽ dã từ đấu trường quan trọng nhất của đội tuyển quốc gia sau giải đấu diễn ra tại Qatar. Nói thêm về hành trình chuẩn bị cho World Cup 2022, Messi từng chia sẻ hồi đầu tháng 10, đây là một kỳ World Cup khác biệt, nó diễn ra ở một thập kỷ khác so với những lần trước tôi tham dự. Chấn thương của Paulo Dybala và Angel Di Maria khiến cho đội tuyển lo lắng, nhưng chi tiết nhỏ kiểu ấy cũng có thể khiến cho Argentina bị loại khỏi giải. Messi chưa có duyên ở những kỳ World Cup so với tài năng của anh, được coi là cầu thủ hay bậc nhất lịch sử bóng đá, nhưng anh vẫn đứng ngoài top 30 những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup. Hiệu suất của siêu sao 35 tuổi đã đạt 0,32 bàn mỗi trận, chỉ cao hơn hai cầu thủ phòng ngự đó là Lothar Matthäus và Frank Beckenbauer. Đó là trong danh sách 98 cầu thủ đã từng ghi được 5 bàn trở lên tại các kỳ World Cup. Anh cũng cần phải có 5 bàn nữa mới có thể thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Argentina tại các kỳ World Cup để vượt qua Gabriel Batistuta. Messi đã đạt hầu hết những danh hiệu lớn ở những giải đấu mà anh tham dự như là La Liga, Ligue 1, Champions League, U20 World Cup, Olympic và Copa America. Những danh hiệu lớn nhất như World Cup thì vẫn lảng tránh siêu sao Argentina. Ở lần mà Messi gần tới chức vô địch thế giới nhất vào năm 2014, giải đấu năm đó Messi có điểm số trung bình cao nhất giải với 8,52. Anh ra sân thi đấu trong 694 phút, ghi 4 bàn và có một kiến tạo, nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong 5 trên 7 trận đấu đã ra sân. Nhưng Argentina của Messi lại thua Đức 0-1 bởi bàn thắng của Mario Götze tại hiệp phụ của trận chung kết. Bàn thắng khiến cho bao đôi chân tango ngã quỵ. Bàn thắng đã tạo ra một trong những hình ảnh biểu tượng của thể thao nhân loại trong thế kỷ 21. Hình ảnh của một Messi thất thần, không còn cảm xúc nào, nhận danh hiệu MVP của giải đấu một cách đầy cay đắng. Tuy nhiên, Argentina tại Qatar 2022 sẽ là một Argentina vô cùng khác biệt. Lực lượng của đội bóng này ở thời điểm hiện tại được đánh giá là đồng đều nhất kể từ sau năm 2014. So với đội hình năm 2014 thì Argentina hiện tại được cho là cân bằng hơn, với thủ thành Emiliano Martinez đạt phong độ cao cùng cặp trung vệ Cristian Romero và Lisandro Martinez. Ở tuyến giữa, Rodrigo De Paul càng chơi càng hay trên tuyển bên cạnh Giovanni Lo Celso. Đáng tiếc là Lo Celso đã gặp chấn thương và không thể đến với giải đấu. Trên hàng công thì Messi, Angel Di Maria và Lautaro Martinez nhiều khả năng sẽ đá chính, còn tiền đạo trẻ Julian Alvarez sẽ không ngừng tiến bộ và họ có nhiều những cầu thủ đẳng cấp thế giới cùng với những ứng viên khác nữa. Nhưng điểm đáng nói nhất của Argentina năm nay đó là họ có một hậu trường hoàn toàn ổn định và tất cả đều phụ thuộc vào Messi. Messi là trung tâm của đội bóng, Messi là người đã truyền lửa cũng như tạo ra niềm cảm hứng và sự tin cậy dành cho tất cả những đồng đội. Messi là điểm tựa nâng tầm cho đội bóng nhờ khả năng tạo cơ hội và ghi bàn trên mọi hoàn cảnh. Và đó không phải là lời nói suông. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết Messi đã bay tới gần 400.000 km trong 4 năm qua để phục vụ Argentina. Anh thường phải di chuyển tới hàng chục nghìn km mỗi đợt tập trung đội tuyển, một con số không thể tưởng tượng nếu đối với một cầu thủ đang bắt đầu bước qua giai đoạn 35. Khi mà tầm tuổi đó chỉ nói đến những người bình thường chứ không cần phải nói đến là cầu thủ bóng đá, thì nhiều người đã bắt đầu phải đối mặt với kẻ thù tuổi tác, đau lưng mỏi gối tê tay. Ấy vậy mà Messi còn chẳng cần tới sự hỗ trợ của viên viêm khớp tâm bình, anh vẫn cày ải với tần suất kinh khủng khiếp. Ngoài ra thì bên cạnh Lionel Messi, đội tuyển Argentina còn có một Lionel khác đóng vai trò chủ chốt trong thành công suốt 3 năm qua, đó là huấn luyện viên Lionel Scaloni. Việc bổ nhiệm Scaloni chắc chắn là một bước đi vô cùng sáng suốt của ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Argentina, dù ban đầu ông chỉ là kép phụ. Lionel Scaloni đã tiếp quản đội tuyển Argentina ở giai đoạn khó khăn nhất về mọi mặt. Lionel Messi cùng đồng đội thua đại kình địch Brazil ở bán kết Copa America 2019 và chỉ một năm sau thất bại trước Pháp tại vòng 1/8 World Cup 2018. Dưới thời huấn luyện viên Jorge Sampaoli, Argentina là đội bóng không có bản sắc, một đội tuyển xứ tango trở thành con tin của Messi. Siêu sao 35 tuổi vẫn chơi tốt, nhưng vấn đề là các đồng đội của anh khi đó chẳng ăn nhập gì cả và điều đó là không đủ để vực dậy cả một đội tuyển đã rệu rã. Và cái thời đại mà sự ngẫu hứng bất cần của Nam Mỹ không còn có thể đối chọi lại thứ bóng đá khoa học và kỷ luật của châu Âu nữa. Sau một thời gian dài ngồi phía sau và chứng kiến gần như trọn vẹn bộ mặt xấu xí của phòng thay đồ thì Scaloni đã như tổng hợp được tất cả những điểm mạnh và yếu của từng cầu thủ. Ông ấy rất thông minh, luôn theo dõi và đặt ra nhiều câu hỏi. Scaloni biết lý do tại sao và lập lại chiến thuật theo phương pháp này, tại sao đội hình này lại được lựa chọn. Scaloni không ngại đối thoại với những đồng nghiệp và luôn luôn tìm hiểu thế nào để nói chuyện với các cầu thủ. Ông ấy luôn biến mọi thứ trở nên đơn giản. Hugo Tocali, huấn luyện viên trẻ của đội tuyển Argentina trong giai đoạn 1994 và 2007 đã chia sẻ như vậy.
Và chỉ cần có thế, Scaloni đã biến Argentina thành một tập thể gắn kết, một cỗ máy với các phụ tùng vận hành ăn khớp không một kẽ hở, và dĩ nhiên là trái tim vẫn phải là Lionel Messi rồi. Một bộ máy hủy diệt với chuỗi 35 trận bất bại là con số khiến bất kỳ đối thủ nào giờ đây gặp Argentina cũng phải dè chừng. Argentina rơi vào bảng đấu có Ả Rập Xê Út, Mexico và Ba Lan ở World Cup 2022. Thật là dễ dàng để có thể nhận định rằng Argentina sẽ vượt qua vòng bảng một cách nhẹ nhàng với các đối thủ yếu hơn mình một cách rõ rệt. Trở ngại lớn nhất có lẽ là Mexico thì vẫn đang có những động thái vô cùng khó hiểu về mặt nhân sự, khi mà những Carlos Vela, Chicharito và ngay cả Raul Jimenez đều đã bị huấn luyện viên Tata Martino gọi tên. Trong khi Ba Lan với Zielinski và Lewandowski thì cũng thực sự khó để tạo ra bất ngờ. Đội tuyển Argentina với Team Color Argentina trong FIFA 24 thì khá phù hợp để anh em chơi theo meta 4-3-3, 4-2-3-1 và 4-6-0 đều ổn cả. Để tối ưu cho việc búp chỉ số, anh em có thể cân nhắc 3 Team Color là 22TS, 21TS và COC. Riêng vị trí của Martinez thì về cơ bản là Romero cũng gánh được. Nhưng Romero thì cũng hiếm hàng hơn, khó tìm hơn, và đặc biệt là Team Color MU nữa thì cũng không thể đảm bảo được khả năng nghiêm túc của anh ta khi đá, phải không nào? Và Martinez thì là một thủ môn rất ổn định trong 3 năm qua tại FIFA 24. Và ở ngay phía trên Emiliano Martinez thì cũng là một Martinez khác với Lisandro. Rõ ràng là khả năng đánh đầu của Lisandro không được đánh giá quá cao, nhưng có Romero cũng gánh tìm được. Và nếu như các bạn vẫn không an tâm thì có thể cho Otamendi mùa 22TS vào. Như vậy là đã 16 năm kể từ khi Messi lần đầu xuất hiện tại sân chơi World Cup cho đội tuyển Argentina. Khi đó thì anh mới 19 tuổi và bây giờ anh đã trở thành cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng. Những gì mà Messi làm được cho Argentina là không thể so sánh được với sự nghiệp của anh ta ở cấp câu lạc bộ. Đó là lý do mà chuyên gia bóng đá Nam Mỹ Simon Edwards tin rằng tất cả những người hâm mộ bóng đá đều sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy Messi vô địch World Cup. Nếu đất nước của họ không thể làm được điều đó, có thể sẽ là kể cả khi mà chính đất nước của họ thất bại trước Messi trong trận chung kết World Cup. Chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.gardena.vn. Hả? Quên. Nhầm. Ronaldo mới nhảy kiểu đấy chứ. Hôm nay là đá team Argentina nhá. Đấy, là phải mặc áo Argen ngay. Cái sơ đồ này là tôi cũng vừa xem clip của em Tabi đấy. Tôi cũng chưa biết là nó thực hư thế nào, đã thử thôi. Thực ra thì mình đá sơ đồ nào chả được. Và chúng ta bắt đầu với trận đấu của Argentina. Đi Maria, úi, không ăn. Máy ở siêu sao đó, máy siêu sao này cũng chỉ ngang với người ở danh huyền thoại thôi ạ. À, cẩn thận không thuộc đâu. Ui Martinez, tí chết. Thật là đáng sợ. Nào. Di Maria nào. Ui. Trời, Acuña. Rôn bôn qua thủ môn đẹp như thế rồi. Mượt khứt rồi. Tốt. Acuña. Messi. Ôi giời ơi, Messi. Messi. Ừ. Rồi. Sao Messi quậy bóng. Đây rồi. Cánh thoáng. Úi giời. Penalty. Và chắc chắn đó là một tình huống penalty. Koulibaly. Cầu thủ đang đá cho Chelsea. Giờ thẻ đỏ hợp lý vãi. Bạn ấy sút đằng nào ra ngoài. Chả hiểu xoạc đéo gì. Chưa. Người đã mờ nhạt cả trận. Nhưng anh đã là người ghi bàn. Lối chơi này cũng rất là khó đoán đấy. Mẹ hoang dại chưa. Tạt thằng này để thằng kia đỡ. Rất ảo ma. Còn tuy gì gì này đá rất là dị chứ. Không có một cái lối chơi nào một cách cụ thể cả. Đấy. Hoáng thì đéo truyền. Đâm thẳng.
Sao mẹ đã sút những cái quả? Sì. Rồi. Messi lại tiếp tục có một bàn thắng nữa cho đội tuyển Argentina. Ở trận đấu trước thì anh là người ghi bàn thắng duy nhất, mang về chiến thắng nhọc nhằn. Trận đấu này thì anh là người mở tỷ số sau một pha bơ ba spin. Trời. Tuyệt vời. Korea. Hay quá nhỉ. Penalty. Ồ, trọng tài. Và xử lý rất mịn. Messi. Lại là Messi anh em ạ. Đấy cũng một tình huống như vậy. Nhưng người ghi bàn là Messi. Còn Di Maria thì sút bóng đi tận đâu. Tuyệt vời. À đây, đây mới là Messi. Thằng kia nhìn cũng lùn lùn. Tôi có chút nhầm lẫn. Di Maria. Messi. Đấy. Và tỷ số là 3-0. Hai bàn thắng, một kiến tạo. Đó là những gì mà 7 quả bóng vàng, 7 bóng đã làm cho ngày hôm nay. Bóng 7, 7 bóng. Hay quá nhở. Korea. Hoa Kim Korea. Ó rè. Lisandro Martinez đang trong tay tôi. Đấy, xoạc có đến đâu. Chân ngắn quá. Đây, bạn ơi. Trời, không vào, hơi phí. De Bo. Đã có thể nghĩ đến trận chung kết rồi. Trận chung kết thì một là Croatia, hai là Ecuador. À, Colombia chứ, sorry anh em. Nãy nói nhầm đấy, nãy nói nhầm đấy. Colombia. Ở nhà. Thế là Ecuador. Mà từ đấy lại nhầm. Phải đi xem lại thôi. Hai cái đội đấy cờ nó rất là giống nhau. Có nhớ được đâu mà. Nhà báo trông anh ngược cũng nhầm giống anh ấy. Em đã hiểu rồi đấy. Em đã hiểu rồi, ý anh rồi đấy. Ôi Acuña. Ui, mẹ nó vẫn không vào. No. Hai con CV luôn để nó đỡ ngực. Ôi trời ơi, nó vô dụng. Lisandro Martinez và Talia Vico. Dườm giả. Lấy đầu ra dườm giả không. Đội bạn nó thổ 7-8 thằng trong vòng cấm. Đội mình không có thể hình, không va chạm được thì phải đá như thế chứ. Dườm có cơ hội đóng rồi. Cái ông cái phán cái tinh. Tới luôn, tới luôn. Messi. Brea Calo ạ. Láo với thầy à? Mà láo với thầy à? Rồi, Paredes. Người đã chơi tốt trong trận đấu này, anh sẽ mang lại cái trọng trách ghi bàn rất căng thẳng. Cái đủ ngựa.
cày vãi đái anh em ạ. Nào Brozovic nào. Bên này em ơi. Một pha đẩy penalty tuyệt vời đến từ Martinez anh em này. Trời ơi, đẩy quả penalty lại còn đập đầu vào cột dọc như thế này. Đẩy xong quả bóng, bóng đập cột dọc, đầu đập cột dọc luôn ạ. Hy sinh thế. Sao lại dí chim vào mặt Messi chứ, ăn mừng kìa. Các cháu nhỏ không nên xem. Đấy, Messi đã từng phát biểu trong cái trận chung kết Copa America rằng là con của Martinez đã ra đời, và thậm chí là anh ấy còn không kịp bế con, chỉ kịp nhìn mặt con thôi, đã phải đến đây để thi đấu cái trận đấu này với Brazil. Một trận đấu diễn ra trên sân của Brazil, chung kết, và Argentina đã giành chiến thắng. Ngày hôm nay họ lại một lần nữa giành chiến thắng trong một trận chung kết, mặc dù là không được cầm cúp. Đây là chiếc cúp tượng trưng của FIFA Live 4 dành cho Messi và các đồng đội. Thì rõ ràng là em nó còn nhỏ tuổi và thời gian trải nghiệm với FIFA Live 4 là chưa lâu. Để chúng ta đặt ra một sự so sánh với các vận động viên tại FVPL thì đó là một áp lực quá lớn. Chuẩn luôn, Fofana thì có quốc tịch hơi lởm, tuy nhiên đó là câu chuyện của FIFA Ultimate Team. Còn với FIFA Live 4 thì em nó là một con hàng với lượng 23 đá cực hay. Trên tay cầm thì em chỉ cần giữ cần analog bên phải sang một hướng nào đó khoảng 0,3 giây là được nha. Chơi World Cup Free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn.